Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên xây dựng mới được 13 nhà văn hóa thôn. Bắc Ninh đầu tư 127 tỷ đồng xây dựng nhà vệ sinh trường học đạt chuẩn. Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương tăng cường kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm an toàn giao thông. Tình trạng mất cân bằng giới tính trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên vẫn ở mức cao. Hà Nam có 6 khu công nghiệp đã có nhà máy xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tỉnh Ninh Bình đã triển khai nhiều chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư, trong đó tập trung thu hút vào ngành công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt chú trọng các dự án ứng dụng công nghệ cao thuộc lĩnh vực công nghệ điện tử, laser, điện quang, cơ điện tử. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, trong năm 2018, tỉnh đã đồng ý chủ trương cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 56 dự án đầu tư mới, tổng vốn đăng ký gần 5.200 tỷ đồng. Trong đó, 4 dự án trong khu công nghiệp, 13 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới. Riêng lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, đến nay đã có 7 dự án đầu tư nước ngoài, nâng tổng số dự án về lĩnh vực công nghiệp phụ trợ lên 19 dự án. Trong đó có 9 dự án ngành công nghiệp ô tô, với định hướng thu hút đầu tư đúng đắn và kết quả thu hút các dự án đầu tư được triển khai thực hiện và đi vào sản xuất ổn định, góp phần quan trọng cho quá trình tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian qua. Bên cạnh đó, một số dự án lớn đi vào hoạt động ổn định như dự án nhà máy kính CFG của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Hạ Long, dự án nhà máy sản xuất camera module và linh kiện điện tử của công ty trách nhiệm hữu hạn MCNEC Vina đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, tạo đột phá về thu ngân sách và tăng trưởng của địa phương. Hình ảnh các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi mà huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đang triển khai cho phát triển nông nghiệp. Nhờ quy hoạch tập trung phát triển theo hướng hàng hóa tại nhiều vùng chuyên canh nông nghiệp, giá trị sản xuất trên mỗi hecta có thể mang lại hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tiền Hải đã xây dựng hơn 30 cánh đồng lớn với diện tích khoảng 1.900 hecta. Với việc hình thành vùng chuyên trồng lúa, nông dân các địa phương không còn phải lo chuyện được mùa mất giá nữa. Toàn bộ sản phẩm được các công ty thu mua hết. Trung bình mỗi vụ, các công ty thu mua khoảng 18.000 tấn thóc. Với giá thu mua cao hơn giá lúa thường khoảng 1,3 lần, tính ra mỗi hecta, nông dân thu về 60 triệu đồng một vụ, lợi nhuận bình quân 30 triệu đồng một hecta một vụ. Sau khi mà liên kết với công ty, thì nhân dân phấn khởi nhất là được bao tiêu sản phẩm và đã tạo ra một cái kinh tế mới nhất. Thì vật tư thí dụ thuốc sâu, rồi phân bón đã chậm, hợp tác xã đầu tư hết, đến mùa là mình cân thóc cho công ty, sau đó là trừ đi, thì nhân dân là rất phấn khởi. Tại xã Vân Trường đã hình thành được vùng chuyên canh cây rau màu với diện tích 30 hecta, sản xuất luân canh 5 vụ một năm. Xây dựng vùng chuyên canh với sự đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, việc sản xuất thuận lợi đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị canh tác, tăng thu nhập cho bà con nông dân. Như gia đình nhà tôi thì tôi cứ trồng một năm là 3 vụ, mà mỗi một vụ là cứ chăm được tốt mà quả nó to thì khi người ta đến người ta thu mua thì giá thành như năm nay là nó cao thì cũng được khoảng độ 10 triệu trên 10 triệu một sào. Nhờ đẩy mạnh phát triển vùng chuyên canh nông nghiệp và những thay đổi tích cực từ việc xây dựng mối liên kết sản xuất mà đời sống của nông dân huyện Tiền Hải đã có được sự thay đổi đáng kể. Diện mạo của vùng quê ven biển đầy sức sống đang tiếp tục được hình thành và phát triển. Những năm gần đây, phong trào sinh vật cảnh ở thành phố Nam Định có mức phát triển mới, không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hội viên, mà còn góp phần tạo cảnh quan môi trường và xây dựng đô thị văn minh. Hội sinh vật cảnh thành phố Nam Định hiện có hơn 200 hội viên, với các mô hình cây con khá phong phú đa dạng, nhiều mô hình có quy mô lớn. Các hội viên đã thường xuyên giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức tham quan, tham dự các cuộc triển lãm trưng bày sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh để học hỏi kiến thức, tiếp cận xu hướng mới, tích cực tìm tòi sáng tạo, phát triển mô hình sinh vật cảnh phù hợp với nhu cầu thị trường và cho thu nhập cao. Thời gian tới, Hội sinh vật cảnh thành phố Nam Định tiếp tục vận động hội viên phát triển đa dạng các loại hoa cây cảnh gắn sản xuất với thị trường, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào uốn tỉa, gieo trồng các loại cây phôi, mở rộng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức tập huấn truyền nghề, dạy nghề, tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật cho hội viên và nhân dân. Từ nhiều năm nay, trên địa bàn xã Nhân Huệ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, người dân chuyển sang canh tác một diện tích lớn cây cà chua.
Trước thực tế, hiệu quả sản xuất bấp bênh phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết và thị trường, mô hình tổ hợp tác liên kết sản xuất tiêu thụ cà chua an toàn đã được thành lập, bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Năm nay thời tiết không thuận lợi cho cây cà chua phát triển, tuy nhiên trên diện tích 4 sào của gia đình bà Vương Thị Đông ở thôn Chí Linh 1, xã Nhân Huệ, một thành viên của tổ hợp tác liên kết sản xuất tiêu thụ cà chua an toàn do Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ thành lập cách đây chưa lâu vẫn đạt năng suất khả quan. Đó là một trong những ưu điểm mà 35 hộ nông dân trồng cà chua của xã Nhân Huệ tham gia tổ hợp tác liên kết sản xuất tiêu thụ cà chua an toàn được thụ hưởng. Đến bây giờ vào làm bên Việt Gáp thì chúng tôi cảm thấy là bên Việt Gáp là có cái hỗ trợ động viên này, rồi chúng tôi làm có cái mô hình có người tham gia đồng loạt, rồi tất cả mọi chi phí hoặc là cùng đồng loạt ra quân cùng một loại cà lại cùng một khu ruộng thì nó sẽ là đẹp hơn nhiều, mà nó có cái tiến bộ nhiều hơn so với mọi năm. Cùng với hỗ trợ về cây giống và phân bón, 35 hộ tham gia tổ hợp tác với tổng diện tích khoảng 5 hectare cà chua, còn được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ tập huấn hướng dẫn quy trình kỹ thuật canh tác rau an toàn. Khi quy trình đã đảm bảo, sản phẩm làm ra còn được hỗ trợ bao bì, tem nhãn đăng ký nguồn gốc hàng hóa và thông qua các kênh liên kết để đưa sản phẩm cà chua Nhân Huệ vào tiêu thụ tại hệ thống bán hàng của Vingroup với giá cả hợp lý. Ngoài những hiệu quả kinh tế lâu dài, sản xuất cà chua theo tiêu chuẩn an toàn góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức sản xuất sạch, sản xuất an toàn cho nông dân. Bản thân giữa mình bảo vệ chính mình và mình ăn sản phẩm như thế nào thì đưa ra thị trường như thế thì là chuẩn. Đấy, nó có cái lợi cái là bây giờ vì cái tỷ lệ như trước là nói chung là nó ảnh hưởng về cái đoạn thuốc cỏ người ta lạm dụng quá nhiều. Nhưng bây giờ là như Thủ tướng Chính phủ đang nói là coi như là cấm cái đoạn đấy. Trong thời gian tới, Hội Nông dân sẽ tích cực là phối hợp với các cấp các ngành để tuyên truyền vận động các hội viên nông dân tham gia mô hình để mở rộng được cái diện tích hơn nữa. Tuân thủ quy trình chăm sóc, quan tâm đến chất lượng và sản phẩm sản xuất ra có thị trường tiêu thụ ổn định. Đó là điểm then chốt để nhân rộng mô hình sản xuất an toàn theo chuỗi liên kết, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, các địa phương của huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đang tập trung xây dựng, tu sửa nhà văn hóa thôn, phấn đấu hoàn thiện mới 13 nhà văn hóa thôn trong năm nay. Hiện nay, huyện Yên Mỹ có 13 nhà văn hóa thôn đang xây dựng và tu sửa 5 nhà văn hóa. Nhà văn hóa thôn Hào Xuyên, xã Tân Lập đang xây dựng hoàn thiện. Đối với các xã Minh Châu và Trung Hòa chưa về đích nông thôn mới do còn thiếu tiêu chí văn hóa, xã Minh Châu đang khẩn trương thi công xây mới 4 nhà văn hóa của cả 4 thôn. Xã Trung Hòa do có 9 thôn thì có tới 6 nhà văn hóa cần xây mới. Được tỉnh, huyện hỗ trợ thêm vốn đầu tư, địa phương đang chuẩn bị có phương án thi công trong thời gian sớm nhất. Thực hiện chủ đề của tỉnh Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch và nhiệm vụ đặt ra của ngành giáo dục đào tạo Bắc Ninh, phấn đấu năm học 2019-2020, toàn tỉnh sẽ giải quyết triệt để tình trạng thiếu nhà vệ sinh hoặc công trình vệ sinh không đảm bảo trong các trường học, nhằm tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo chất lượng sinh hoạt, học tập của giáo viên và học sinh. Theo số liệu rà soát của Sở Giáo dục và Đào tạo, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, hiện bậc mầm non vẫn còn 2,47%, tiểu học còn 6,14%, trung học cơ sở là 4,84% và trung học phổ thông là 13,6%. Khu vệ sinh trường học không đảm bảo tiêu chuẩn. Để hoàn thành mục tiêu có nhà vệ sinh trường học đạt chuẩn thân thiện trong năm 2020, tỉnh Bắc Ninh đã đầu tư hơn 127 tỷ đồng để cải tạo, xây mới hơn 1.600 công trình vệ sinh không đảm bảo ở tất cả các bậc học. Đến thời điểm này, thành phố Bắc Ninh đã đầu tư 50 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh, phấn đấu đến tháng 11 năm 2019 sẽ hoàn thành 100% ở các trường học, các địa phương khác phấn đấu hoàn thành vào cuối năm học này. Để duy trì nhà vệ sinh luôn sạch sẽ, không có mùi hôi, các nhà trường đã kêu gọi phụ huynh học sinh cùng chung tay trang trí, đưa cây xanh, âm nhạc khẩu hiệu vào nhà vệ sinh, tạo không gian thân thiện, gần gũi, đồng thời giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh chung nơi công cộng.
Tại trường trung học cơ sở Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Lộc tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, trao quà tặng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, tặng học bổng cho học sinh trường trung học cơ sở Mỹ Thành. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 75 thí sinh là các em học sinh trường trung học cơ sở Mỹ Thành. Các thí sinh trải qua 4 phần thi: ra khơi, vượt sóng, cập bến và đặt mốc chủ quyền. Với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo thầy cô giáo, trường trung học cơ sở Mỹ Thành, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và nhân dân địa phương, cuộc thi đã thành công tốt đẹp. Thông qua cuộc thi, góp phần nâng cao hiểu biết cho các em học sinh, thầy cô giáo và nhân dân địa phương về biển đảo Việt Nam, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, về nhiệm vụ, chức năng, truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển, tuyên truyền về ma túy tội phạm, tác hại của ma túy đối với học đường, cách phòng chống. Qua đó, xây dựng lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương, nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách và hộ nghèo xã Mỹ Thành, tặng 10 xe đạp cho học sinh trường trung học cơ sở Mỹ Thành có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng 20 suất học bổng cho học sinh trường trung học cơ sở Mỹ Thành và trường tiểu học Mỹ Thành có hoàn cảnh khó khăn học giỏi. Sau 5 năm mô hình Cùng em đến trường của phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh đi vào hoạt động, chương trình đã góp phần chắp cánh ước mơ đến trường cho gần 400 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn của phường. Qua đó khẳng định ý nghĩa thiết thực, tính nhân văn cao cả của chương trình. Được thành lập năm 2015, hàng năm chương trình Cùng em đến trường hỗ trợ 1,8 triệu đồng, một chuyến tham quan miễn phí, một lớp học tình thương dịp hè và tặng nhiều phần quà thiết thực cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của phường. Với phương châm lấy cán bộ đảng viên làm nòng cốt, cấp ủy chỉ đạo các tổ chức, hội, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động, xã hội hóa. 5 năm qua, nguồn quỹ của chương trình không ngừng phát triển, có thời điểm lên đến hơn 300 triệu đồng. Từ hiệu quả chương trình, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt tại các trường trên địa bàn ngày càng đi vào thực chất lượng giáo dục được nâng cao. Sự đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân, sự tham gia ủng hộ nhiệt tình của các mạnh thường quân chính là niềm tin, hy vọng để chương trình ngày càng lan tỏa sâu rộng. Qua đó, không chỉ hỗ trợ học sinh nghèo, chương trình còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, chia sẻ của cộng đồng, thúc đẩy phong trào khuyến học và xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập theo hướng bền vững tại phường Tiền An. Nhằm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, thanh thiếu niên, trong tháng 10, Ban An toàn Giao thông tỉnh Hải Dương sẽ kiểm tra xử lý vi phạm các quy định khi tham gia giao thông tại các khu vực trường học trên địa bàn. Mục đích của đợt kiểm tra nhằm nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước của các cấp các ngành về đảm bảo an toàn giao thông, trách nhiệm của hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách đội, bí thư đoàn trường trong tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông cho học sinh. Việc cam kết thực hiện các chỉ đạo quy định của tỉnh và của ngành giáo dục về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các trường học trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra tổng hợp danh sách các trường hợp vi phạm quy định luật giao thông đường bộ, đặc biệt là các trường hợp học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi được cấp giấy phép lái xe. Kết quả của đợt tổng kiểm tra là tiêu chí đánh giá xếp hạnh kiểm đối với học sinh, đồng thời kiến nghị xử lý đối với cán bộ giáo viên để học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đã và đang là vấn nạn nổi cộm trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ở thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Mặc dù địa phương đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhưng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao. Theo Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào, chỉ tính riêng từ năm 2017, tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh là 116 bé nam trên 100 bé nữ. Đến năm 2018 đã tăng lên 117 bé nam trên 100 bé nữ. Đặc biệt, từ 6 tháng đầu năm, tỷ lệ chênh lệch giới tính đã tăng cao hơn với 122 bé nam trên 100 bé gái, tập trung cao tại các xã Dương Quang, Hòa Phong và Xuân Dục. Nguyên nhân chủ yếu là do đời sống người dân khá giả, muốn sinh thêm con và đặc biệt là tư tưởng trọng nam kinh nữ vẫn tồn tại. Bên cạnh đó, nhờ các kỹ thuật chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi ngày càng phổ biến đã khiến cho tình trạng mất cân bằng giới tính trên địa bàn tăng cao. Mặc dù Trung tâm Y tế thị xã đã có những hình thức tuyên truyền qua loa đài, pano khẩu hiệu tới các cặp vợ chồng nhưng vẫn chưa đem lại hiệu quả thiết thực.
Thời gian qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đã chủ động làm việc với các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp, triển khai xây dựng các hạng mục bảo vệ môi trường theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, đồng thời đôn đốc xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hệ thống thu gom nước thải, khu tập kết chất thải, đảm bảo cho các doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất kinh doanh. 6 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đều có nhà máy xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, trong đó nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Đồng Văn 1, Đồng Văn 2, Đồng Văn 4, Hòa Mạc và Châu Sơn đã vận hành ổn định và được lắp đặt quan trắc tự động. Tổng lượng nước thải thu gom đạt trên 13.500 mét khối một ngày đêm. Riêng nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Đồng Văn 3 đã xây dựng xong nhưng chưa vận hành do nước thải đổ về ít. Cùng với nhà máy xử lý nước thải tập trung, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng trạm xử lý nước thải nội bộ của doanh nghiệp, xử lý đảm bảo yêu cầu trước khi thải vào đường thu gom chung của khu công nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, hoạt động từ trước năm 2010 chưa có trạm xử lý mà thải trực tiếp vào đường ống của khu công nghiệp, dẫn đến tình trạng nước thải thu gom về các nhà máy, chất lượng không đồng đều, khó khăn trong khâu xử lý, làm tăng chi phí. Thời gian tới, Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp tục phối hợp với các sở ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trong các khu công nghiệp, chú trọng ngay từ khâu cấp phép cho doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp, tiến hành rà soát các doanh nghiệp chưa có trạm xử lý nước thải, chất thải và khí thải tại nguồn, buộc phải đầu tư trạm xử lý trước khi xả thải ra môi trường, thường xuyên có những đánh giá về chất lượng môi trường trong các khu công nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội được coi là phương tiện công cụ hữu ích. Tuy nhiên, với lượng thông tin khổng lồ được chia sẻ, đăng tải trên môi trường mạng mỗi ngày, người sử dụng rất khó kiểm soát, ngăn chặn được hết thông tin giả xấu độc, nhất là đối với giới trẻ. Đã có rất nhiều hậu quả, hệ lụy nghiêm trọng xảy ra ngoài cuộc sống thường nhật mà nguyên nhân xuất phát từ môi trường ảo. Và đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là giới trẻ. Do đó, việc nhận diện những thông tin xấu trên không gian mạng và sử dụng mạng xã hội một cách có ý thức, trách nhiệm, sự cẩn trọng là cần thiết đối với các bạn trẻ để tự bảo vệ mình và góp phần vào việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Hiện nay đang tồn tại 19 trang thông tin điện tử giả danh Quốc hội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, thời gian qua đã phát hiện 193 tài khoản giả mạo, 159 tài khoản thường xuyên có nội dung thông tin nói xấu, đơm đặt, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo và tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước. Trước thực trạng đó, các cơ quan đơn vị, tổ chức đoàn đã định hướng cho đoàn viên thanh niên sử dụng mạng xã hội có ý thức, trách nhiệm thông qua những hội thi báo cáo viên giỏi truyền tải thông điệp, hãy là người khai thác sử dụng mạng xã hội thông minh và có trách nhiệm. Và đối với tổ chức đoàn, việc làm thiết thực hơn cả là duy trì đăng tải mỗi tuần một câu chuyện tốt, mỗi ngày một việc tốt trên trang thông tin điện tử của các cấp bộ đoàn để truyền tải đi thông điệp mỗi đoàn viên thanh niên cần tôn trọng chính bản thân, không để bị đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo và kích động. Làm sao để chúng ta có thể là tiếp cận các cái thông tin trên mạng xã hội một cách bổ ích và đúng pháp luật thì trước hết tôi nghĩ rằng là các bạn trẻ phải có ý thức hơn trong cái việc là nhìn nhận, đánh giá cái việc tiếp nhận thông tin của mình. Khi chúng ta thấy một cái vấn đề mà liên quan đến xã hội mà chúng ta bức xúc thì chúng ta nên theo dõi cụ thể các cái vấn đề đó và theo dõi cả quá trình diễn biến của vụ việc để khi nào chúng ta có thể là tin tưởng được chắc chắn đó là cái thông tin chính xác thì chúng ta có thể là chia sẻ các cái thông tin đó. Tiếp cận các cái thông tin do các cái cơ quan nhà nước cung cấp để có thể có cái nhìn khái quát hơn đối với các cái sự việc và thông tin trên môi trường mạng. Trong thời gian tới thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chúng tôi cũng xác định là làm sao để giúp cho đoàn viên thanh niên nói riêng và nhân dân nói chung tiếp tục là có những cái thông tin chính xác thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cấp bộ đoàn trên địa bàn của tỉnh sẽ phải là tuyên truyền và giới thiệu cho đoàn viên thanh niên cũng như là nhân dân những cái địa chỉ, những trang mạng tin cậy để nhân dân, đoàn viên thanh niên vào đó tìm kiếm những cái thông tin mà mình quan tâm, đảm bảo là hệ thống chính xác, giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên bảo quản được cái tài khoản của mình khi tham gia truy cập vào các trang mạng xã hội. Và cái vấn đề thứ ba chúng tôi cũng mong muốn là thông qua chính cái trang mạng xã hội này, đây cũng là cái mặt trận tuyên truyền, mặt trận để cho đoàn viên thanh niên thể hiện cái quan điểm của mình. Việt Nam là một trong 10 quốc gia có lượng người dùng mạng xã hội cao nhất thế giới. Việc các quốc gia khác đã có hình phạt nặng đối với tin giả, nội dung xấu chính là giải pháp để lập lại trật tự an ninh mạng. Điều đó sẽ tạo ra sự răn đe cần thiết đối với người sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên đối với Việt Nam, điều đó sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều bởi hầu hết các nhà mạng có trụ sở đặt tại nước ngoài.
Do đó, việc yêu cầu các nhà mạng cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ về các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường mạng là rất khó khăn. Vì vậy, việc sử dụng mạng xã hội một cách khôn khéo, thông minh và có trách nhiệm chính là bảo vệ bản thân và cộng đồng trước những cám dỗ, rủi ro, nguy cơ và hậu quả khôn lường từ môi trường ảo. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.